trước khi nào ta nghe tim ta chơi vơi, trước khi nào thanh thời. Khi em ngang qua đây chẳng hiểu điều chỉ cho tôi mê say, sẽ nhận lại bao đắng cay. Đã một khoảng lưng chừng bỏ hết mọi sự sau lưng, vẫn là tiếng nói của công lý thúc giục ta bước mạnh hơn. Nén một sự căm hờn, nhịp biết trao cuộn từng cơn, chờ chờ ánh nắng mới sẽ đến, nhưng tự mình ta sẽ đi tìm kiếm. Tìm lại một phút yêu thương, một phút đam mê từ trong trái tim này. Dù là làm mắt hơi cay, làm chán hơi xoay, niềm tin chẳng hề lay, xóa hết bóng tối, đem ra ánh sáng. Người nào làm chuyện xấu chi đây, tội ác chi đây, rồi cũng sẽ phô bày. Chẳng thể nào lừa dối chi nhau, chuyện cũ bao lâu ta chẳng giấu được đâu. Có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng bình minh đang lên chói chang đời. Đừng vì hư vinh từ bỏ chính mình, đừng vì tham lam đánh mất chính ta. Tìm lại một phút yêu thương, một phút đam mê từ trong trái tim này. Dù là làm mắt hơi cay, làm chán hơi xoay, niềm tin chẳng hề lay, xóa hết bóng tối, đem ra ánh sáng. Người nào làm chuyện xấu chi đây, tội ác chi đây, rồi cũng sẽ phô bày. Chẳng thể nào lừa dối chi nhau, chuyện cũ bao lâu ta chẳng giấu được đâu. Có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng bình minh đang lên chói chang đời. Hello, anh yêu. Anh hiểu chuyện đó mà. Chuyến đi Hà Nội sắp tới, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để bàn về việc sắp tới nghe em. Thôi được rồi. Em có biết giữa họa sĩ và nhà thơ luôn có những điểm gì đồng điệu không? Họa sĩ có thể biến âm nhạc thành tranh, còn nhà thơ có thể biến tranh thành âm nhạc. Anh hay quá ha, dám gọi cho gái. Xin lỗi nha, chút xíu nữa anh sẽ gọi lại cho em. Em có biết sắp tới anh đảm nhiệm vẽ trang bìa của một tập thơ không hả? Vẽ trang bìa cho một tập thơ? Mới có vẽ trang bìa thôi mà anh đã nói chuyện ngọt ngào, lẳng lơ. Giữa anh và cô ấy... Anh im đi. Còn dở giọng điệu, anh và cô ấy, anh không có coi tôi ra cái gì hết. Anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu thôi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ cái gì của anh hết. Sao em lại lấy điện thoại của anh? Kể từ bây giờ, anh chỉ cần tập trung và sáng tác, còn lại để em lo. Em nói cho anh biết, anh đừng bao giờ phản bội em. Em rất yêu anh, nhưng em cũng có thể giết anh. Nè con, ăn đi. Wow, dạ, con cảm ơn mẹ. Hãy
Sao, nhìn thấy ngon không? Mẹ nấu lúc nào mà không ngon? Mẹ biết chứ, hỏi thì hỏi thôi, chứ câu trả lời của con lúc nào cũng là như vậy. Ăn đi con. Dạ. Con trai. Dạ. Hôm qua mẹ thấy con đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy? Hôm qua con đi xem triển lãm tranh. Xem triển lãm tranh? Dạ. Có người bạn tặng cho con vé đi xem triển lãm. Con thấy là lâu rồi mình không đi đâu hết. Cho nên cũng mới đi. Đúng rồi, mình phải đi đây đi đó để tiếp xúc với nhiều người chứ con. Dạ. Chà, ở triển lãm tranh thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người. Nam có, nữ cũng có luôn. Con. Dạ. Con có nói chuyện với người ta không? Dạ có chứ. Nói nhiều lắm mẹ. Không, ý mẹ nói là con có nói chuyện hay là quen biết với cô nữ nào hôm đó? Cười cười là mẹ hiểu rồi. Có phải không? Đâu, kể cho mẹ nghe coi, cô gái đó làm sao? Có đẹp không? Dễ thương không? Làm nghề gì? Rồi cha mẹ ở thành phố hay là ở dưới quê? Mẹ, tụi con mới quen nhau thôi. À mà không, cô gặp trước đó một lần. Sao? Có gặp trước đó rồi đó hả? Dạ. Vậy là con có tình cảm với cô ta rồi phải không? Ơi, nhìn nhìn mà không trả lời là mẹ biết luôn rồi nè. Sao? Cô ta sao? Có hiền hậu dễ thương không? Làm nghề gì? Rồi cha mẹ ở quê hay thành phố? Mẹ chắc chắn là con có tình cảm với cô ta nè. Nghe lẹ đi rồi kể cho mẹ nghe. Alo, tôi nghe. Con án mạng rồi, xếp tới ngay đi. Được rồi, tôi sẽ tới liền. Sao con? Con có gì phải đi ngay mẹ? Không ăn sáng hả? Dạ thôi, chứ không phải ăn sao? Con đi nha mẹ. Cẩn thận nghe con. Dạ. Hôm qua anh làm việc tới mấy giờ? Dạ hôm qua em về sớm, 9 giờ là em về rồi. Vậy sáng nay mấy giờ anh có mặt ở đây? Sáng nay 7 giờ em lên công ty để em sắp xếp ở trên phòng tranh đó, nên em gọi điện báo công an. Lúc đó chỉ có mình anh trực thôi sao? Đúng vậy. Nhân viên ở đây có bao nhiêu người làm? Dạ 30 người. 30 người hả? Chào anh. Chào sếp. Dạ chào anh. Tình hình sao rồi? Dạ thưa đội trưởng, người chết là một người trung niên và cũng là ông chủ phòng tranh này. Hiện trường vụ án ở đâu? Dạ trên lầu đó anh. Anh em đang khám nghiệm hiện trường. Tốt lắm, cứ tiếp tục lấy lời khai. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra. Dạ. Bây giờ chúng tôi lên hiện trường. Dung, có phát hiện gì không? Báo cáo đội trưởng, hiện trường vụ án vô cùng sạch sẽ, không có dấu hiệu xô xát. Duy chỉ có bức tranh này là bị rạch nát. Anh đã từng thấy bức tranh này trong buổi triển lãm tranh của họa sĩ Thái Nhàn Thục. Vậy à? Cô gái sau màn sương. Cô gái sau màn sương. Xin lỗi, đây là bạn gái của tôi. Xin lỗi, tôi là giám đốc phòng tranh ở đây. Tôi chỉ chụp hình với cô ấy mà thôi. Tôi xin phép.
Là ông ta. Anh đã biết nạn nhân từ trước à? Phải, anh cũng gặp ông ta ở buổi triển lãm tranh. À, đội trưởng à, con dao trên tay ông ta, nhưng mà trên người xuất hiện rất nhiều vết thương. Ai có thể phá hoại một kiệt tác như vậy chứ? Có vẻ như kẻ sát nhân không phải là người hâm mộ họa sĩ Thái Văn Thông. Hoặc cũng có thể hắn ta cố tình dẫn dắt chúng ta theo câu chuyện của hắn. Ở đây có camera an ninh, hy vọng sẽ giúp ích cho chúng ta. Long. Dạ. Lấy tất cả những thông tin hình ảnh trong camera an ninh. Dạ rõ. Bây giờ chúng ta sẽ bàn giao hiện trường cho bên pháp y. Dạ. Dạ sếp. Em bữa sếp. Ừ. Cảm ơn cậu. Dạ. Anh. Ừ? Đã có kết luận chưa? Tổn thương bên trong tại vùng cổ, tương tự như chết treo cổ. Bầm máu các cơ vùng cổ, tổn thương mạch máu, xương móng, sụn nhẫn, nhưng thường nhẹ hơn. Các tổn thương cùng nằm trên một mặt phẳng. Cậu nhìn xem, có một vết lằn ở ngón tay, ở hai bên cổ góc hàm. Ngoài hành vi bóp cổ, hung thủ còn có thể bịt mũi và miệng nạn nhân, hoặc là nhét dẻ vô miệng. Anh nói là nạn nhân bị bóp cổ hả? Đúng vậy. Còn nữa, chúng ta có thể thấy có một vết bầm ở hai bên mạng sườn của nạn nhân, chứng tỏ là hung thủ đã tì đè gối lên. Hung thủ đã không sử dụng bao tay khi hành sự. Và hơn nữa, dựa vào vết thương trên người của nạn nhân cho thấy hung thủ quả thực rất là khỏe. Đúng vậy. Hắn ra tay một cách quyết liệt và mạnh mẽ như vậy, theo anh suy đoán thì có thể hung thủ là một người đàn ông cao to lực lưỡng, và đặc biệt là phải có thù hằn sâu sắc với nạn nhân. Nhìn đây, chúng ta nhìn thấy hàng loạt vết đâm trên người của nạn nhân, đủ cho thấy điều đó. Cũng có thể là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn về việc này. Được rồi. Nhưng mà khi nào có kết quả chính xác và đầy đủ thì anh sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ qua bên cậu. Cảm ơn anh. Ừ. Được rồi, tôi xin phép. Tại sao là bức tranh cô gái sau màn sương? Ai có thể phá hoại một kiệt tác như vậy chứ? Một cô gái rất đáng để ngưỡng mộ. Cảm ơn anh đã quá lời mất rồi. Hoàn toàn là không. Đứng trước một cô gái xinh đẹp, lại có vốn kiến thức đáng nể về hội họa, quả là khó kiếm, khó tìm. Nên bạn, anh thật là may mắn. Anh có một cô bạn gái như vậy thực sự là một điều rất tuyệt vời. Tôi nghĩ là anh nên trân trọng nghe. À không, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Ồ, hiểu lầm. Vậy hai người không phải... chúng tôi chỉ là bạn thôi.
Sao giờ này ảnh vẫn chưa gọi cho mình? Không biết có chuyện gì không ta? Chị đang chờ ai hả? Sao em hỏi vậy? Từ sáng giờ thấy chị lâm lâm cái điện thoại, cái kiểu đó chắc là đang chờ gọi chứ gì. Nhưng chị không biết người ta có gọi đến hay không nữa. Em chưa bao giờ thấy chị như vậy hết. Chị có cần em giúp gì không? Thôi, nếu người ta muốn thì sẽ gọi thôi. Ừ, vậy đi. Chứ để mất công, con người nói là cậu đi tìm Châu nữa. Ê, đừng có hàm hồ nha. Thấy chị căng quá nên chọc cho chị vui thôi. Mà em không đến thẩm mỹ viện hả? Khu đó đang bị phong tỏa mà. Sao vậy? Sáng giờ chị chưa đọc tin tức hả? Ừ. Thì đầu đường á, cái tiệm thẩm mỹ viện mới khai trương, vừa mới xảy ra án mạng đó. Ừ. Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ tới án mạng á là em lại rùng mình. Chuyện đã qua rồi, em cứ để cho nó qua đi cho nhẹ người. Em biết mà. Nhưng mà làm sao quên được những chuyện đã xảy ra hả chị? Em nói cũng phải. Nhưng mà chị nhớ đầu đường thẩm mỹ của nhà mình là phòng trên Moonlight mà. Ừ, đúng rồi. Em mất vậy em? Ông chủ phòng tranh. Hả? Em nói sao hả? Chú Khải, chủ phòng tranh Moonlight. Sao lại có thể như vậy được chứ? Thì sao vậy? Làm như là vừa mới gặp ma không bằng. Nhấn chuông đi. Dạ. Có chuyện gì không anh chị? À, chào cô. Chào cô. Chào anh chị. Anh chị cần tìm ai? À, chúng tôi bên đội điều tra cần gặp cô để hỏi một số thông tin. À, tư gia của một họa sĩ nổi tiếng có khác, rất đẹp và trang nhã. Cảm ơn anh, rất vui được chào đón anh chị. Mời anh chị uống nước. Cảm ơn cô. Cô không phiền cho tôi hỏi một câu hơi riêng tư một chút? Dạ cứ tự nhiên. À, hình như cô rất thân thiết với lại anh Thông phải không? Dạ tôi là quản lý kim đại diện của anh Thông. À vậy à. Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của cô. Anh chị cứ gọi tôi là Sierra được rồi. Tôi làm quản lý cho anh Thông được 2 năm rồi. Rất hân hạnh được biết cô. Hôm nay chúng tôi đến đây để tìm gặp họa sĩ Thái Văn Thông. Hiện tại thì anh Thông đang có việc quan trọng nên sẽ không gặp được ảnh. Vậy cô có thể trả lời những thắc mắc của chúng tôi được không? Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời. Cô có biết ông chủ phòng tranh Moonlight không? Anh Khải. Chính xác. Chúng tôi vừa nhận được tin ông ta đã tử vong. Hả? Cô nói gì? Anh Khải mất hả? Chính xác. Không thể tin được. Mới hôm qua tôi vừa gặp ảnh trong buổi triển lãm tranh. Trong một thời gian ngắn như vậy, đúng là cuộc đời thật là ngắn ngủi. Vậy là hôm qua cô có gặp ông Khải ở phòng triển lãm tranh? Dạ đúng rồi, tôi và anh Thái Văn Thông có gặp anh Khải và một số quan khách cũng gặp mà. Cô thấy ông ta có hành động gì lạ không? Không, tôi thấy rất là bình thường. Không những vậy, sau buổi triển lãm tranh, anh ấy còn định mua rất là nhiều tranh bên tôi nữa. Vậy trước đó, ông Khải đã từng mua tranh của họa sĩ Thái Văn Thông chưa? Nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác.
Vậy mối quan hệ của hai người đó có trục trặc gì không? Có thể nói hai người đó vừa là đối tác làm ăn, vừa là bạn bè lâu năm chung với nhau nữa, trước khi tôi là quản lý của anh Thông. À, còn một thắc mắc nhỏ ở đây. Là gì ạ? Bức tranh cô gái sau màn sương. Dạ, bức tranh đó là một bức tranh rất là nổi tiếng của anh Thông. À, hơn hết bức tranh đó vẫn còn ở trong phòng triển lãm trước khi ông Khải mất. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa được thông báo là bức tranh đã bị mất cắp. Ừ, chẳng lẽ có hai bức tranh cô gái sau màn sương? Theo tôi được biết, họa sĩ Thái Văn Thông chưa bao giờ sao chép lại bức tranh của mình. Dạ đúng rồi. Việc làm như vậy chẳng khác nào hạ thấp giá trị của bản thân. Mà anh Thông thì không bao giờ làm như vậy. Vậy tôi nhờ cô liên hệ với bên phòng tranh, tìm hiểu xem bức tranh cô gái sau màn sương vẫn còn ở đó hay là đã bị đánh cắp rồi. Ừ, dạ, tôi sẽ gọi liền. Cô gái này trả lời rất trơn tru và lưu loát. Chú không tin cô ta hả? Chưa dỡ kết luận gì và trong lúc này. Tuy nhiên là có nhiều điều khuất tất, chúng ta cần phải làm rõ ngay. Cô ấy chỉ là quản lý, con muốn gặp đúng người thì mình mới hỏi đúng chuyện được. Họa sĩ Thái Văn Thông đang ở đâu? Tối qua anh ta cũng là một trong những người đã gặp nạn nhân. Hơn hết sợi dây liên kết ở đây lại chính là bức tranh cô gái sau màn sương của anh ta. Nếu không có buôn bán thì tại sao bức tranh lại tự đi đến phòng tranh của ông Khải được? Cứ chờ xem. Có chuyện thật rồi. Bảo vệ ở trung tâm triển lãm vừa mới báo cho tôi biết bức tranh cô gái sau màn sương đã bị mất. Hả? Không cánh mà bay. Quả thật không đơn giản chút nào. Quản lý của anh Thông tới rồi. Anh ra ngoài làm việc đi. Chào cô. Xin lỗi anh là... Tôi đến đi điều tra một vụ án mạng. Cô có chắc là bức tranh không được bán cho ông Trọng Khải không? Mọi việc buôn bán tranh anh Thông đều giao hết cho tôi, để ảnh có thời gian để mà sáng tác và vẽ tranh. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ở đây có một vấn đề. Vấn đề gì? Hung thủ sau khi đã giết hại nạn nhân đã hủy hoại luôn cả bức tranh. Bức tranh có tội tình gì chứ? Điều đó cho thấy là duy nhất chỉ có hung thủ mới biết là hắn muốn gì và đã làm gì mà thôi. Chính hắn cũng nên biết, phá hoại một kiệt tác cũng là một tội ác. Không biết là ông Hải trước giờ có liên hệ với cô để hỏi mua bức tranh này không? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Cảm ơn cô đã dành thời gian quý báu cho tôi. Dạ, đây là một việc của công dân tốt nên làm mà. Nếu có gì chúng tôi sẽ liên hệ với cô. Dạ, cần gì thì anh cứ liên hệ với tôi. Cảm ơn cô, chào cô. Dạ, chào anh. Alo, chú nghe. Dạ thưa chú, theo như những gì cô Sierra Trương nói thì ông Trọng Khải có thể đã bị hung thủ theo dõi và sát hại tại phòng tranh. À vậy hả? Với lại nhân viên phòng tranh Moonlight có cho con biết rằng ông Trọng Khải không có thói quen trở lại phòng tranh sau giờ làm việc. Được rồi, chú biết rồi. Dạ. Thôi con về đi rồi bạn. Dạ, con hiểu rồi chú.
Vụ này làm tôi nhớ tới bức tranh Người đàn bà trong mưa của một bà, của bà họa sĩ người Úc tên gì ta? Đâu phải Úc đâu bà ơi, Ukraine bà ơi. Họa sĩ nào ta? Hình như là Selena thì phải. Ờ. Tôi cũng có nghe nói bức tranh đó to tướng vậy mà nghe đâu vẽ có 5 tiếng đồng hồ thôi. Đúng rồi, quái hơn nữa là bà họa sĩ đó nói bản thân vẽ trong vô thức, như thể có ai cầm tay bà uốn lượn vẽ vậy đó. Ừ, tạo ra một tác phẩm rất là bí ẩn mà đến tận ngày nay á, người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Trời ơi, tôi nghe mà nổi da gà bà. Chuyện kể á, là bà Selena này luôn cảm thấy có ai đó trú ngụ trong cơ thể bà. Rồi một hôm nọ bà cảm thấy bị thôi thúc, rồi vẽ ra một bức tranh kỳ lạ và bí ẩn. Bà vẽ một người phụ nữ mảnh mai, mặc đồ đen, đội cái mũ rộng vành cũng màu đen luôn. Người phụ nữ này đi dưới mưa với vẻ mặt buồn rầu đến khó hiểu. Nhớ rồi, nhớ rồi, tôi nhớ là tôi có đọc chuyện này rồi. Bà họa sĩ còn trả lời với cánh phóng viên á, là luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Rồi bà ta luôn thôi thúc tìm cách xua đuổi những suy nghĩ đó đi. Sau đó đến một ngày đang ngồi trước một tấm vải trắng và suy nghĩ ra những ý tưởng để vẽ, bất giác bà ta nhìn rõ đường nét của người phụ nữ đó luôn. Khuôn mặt đó có màu sắc mà sắc thái nhìn kinh dị lắm. Hình ảnh của bà ta nhìn rõ đến từng chi tiết luôn. Và rồi bà họa sĩ bắt đầu vẽ nó, như thể ai đó đưa tay bà vẽ lên tấm vải đó. Và chỉ trong 5 tiếng đồng hồ thôi, bức tranh được hoàn thiện luôn. Quá trời quá đất. Ừ. Rồi bức tranh sau đó đã được đặt tên là Người đàn bà trong mưa. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó bức tranh đã được đem ra cửa hàng bán, và có tới 3 người mua bức tranh đó lận. Theo như cả 3 người mua thì trong căn nhà của họ đều gặp phải những sự việc rất là bí ẩn và kỳ lạ. Ừ. Ghê hơn nữa, người mua tranh thứ nhất và thứ hai liên tục thấy những hiện tượng lạ xảy ra xung quanh ngôi nhà của mình. Quái dị thiệt. Rồi người thứ ba có phản ứng gì không? Thì giống như kiểu mấy tụi mình vậy nè, những cái nào mà tò mò, ma mị đều phải tìm hiểu cho bằng được. Người mua tranh thứ ba mặc kệ những lời đồn đại về bức tranh này mà mua nó về nhà. Thì y như rằng đó là nhà của ông này đều gặp phải những sự việc bí ẩn như hai trường hợp trước đó. Sau đó thì sao? Sau đó ông ta phát điên lên và phải bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Ừ, trên một trang lóc á, có người cho rằng người họa sĩ kia đã sử dụng một phương pháp có tên là chủ nghĩa tự động siêu thực. Nó là cái gì? Nó là một phương pháp mà trong đó nghệ sĩ ngăn chặn sự kiểm soát, có ý thức đối với quá trình tạo ra tác phẩm, tâm trí vô thức hoạt động. Các nhà tâm linh cho rằng tinh thần có thể kiểm soát cơ thể con người là vậy đó. Bình tĩnh với ông ta được mấy người chứ. Nè, thấy chưa? Thì hình ảnh phòng tranh sau khi xảy ra án mạng, cái này chắc là do người trong phòng tranh chụp rồi quăng lên mạng chứ gì. Coi nè, đó, ông thấy cái hình ảnh bên góc bên phải không? Ờ. Đó, của bức tranh đó. Ờ. Nó bị rách rồi đó. Đó chẳng phải là bức tranh Người phụ nữ dưới ánh trăng của họa sĩ Hữu Nhiên đây sao? Thì lạ lắm đúng không? Chẳng phải bức tranh này đã bị thiêu cháy cùng người họa sĩ trong căn nhà này rồi hay sao? Nếu vậy thì tại sao lại xuất hiện trong phòng tranh online? Không biết nữa. Chẳng lẽ có ma? Thì chắc là vậy rồi. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy đây là một vụ án giết người. Những dấu vết để lại trên sàn nhà chứng tỏ là nạn nhân đã cố gắng chống cự nhưng không được. Với dốc dáng của nạn nhân, em suy đoán hung thủ phải là một người rất cao. Nạn nhân cao 1m76 thì tính trung bình khá là cao. Theo những vết bầm ở mạng sườn của nạn nhân chứng tỏ là
nạn nhân và hung thủ đã giằng co với nhau. Sau đó thì hung thủ đã giết chết nạn nhân. Em thấy mọi người suy luận hơi dội dàng rồi đó. Tất cả vẫn còn đang nằm trong vòng điều tra mà. Tuyết Dung nói phải. Có thể là hung thủ đã cố ngụy tạo hiện trường và những vết thương trên người của nạn nhân nhằm dẫn dắt chúng ta theo một hướng khác. Dạ xin lỗi mọi người, em tới trễ. Cậu làm nhiệm vụ mà, sao rồi? Dạ em đã truy xuất được hình ảnh trong camera của hiện trường. Tốt lắm, còn Mỹ Phương đâu? Mỹ Phương đã xuống cơ sở để thu thập thêm thông tin. Có giùm tôi cái này với. Dạ con nghe chú. Chuyện cô nhờ tôi đó, tôi đã làm rồi. Nhưng mà có cái này. Có chuyện gì vậy chú? Chú nói đi con nghe. Tôi đã gửi quà đến nhà cô họa sĩ Thái Văn Thông, nhưng mà không có gặp anh ta. Ủa vậy chú gửi cho ai? Cô Silara gì đó, cổ xưng hô là vậy. Con biết rồi, đó là quản lý của họa sĩ. Thì ra là vậy. Dạ cảm ơn chú nhiều nha. Không có gì đâu cô. À lát chú đưa con ra biệt thự nha. Ủa cô có cần đợi cậu diễn luôn không? Không, diễn ra sao? Tôi biết rồi, lát nữa tôi ghé cô. Dạ cảm ơn chú. Bữa nay đánh đả gì đâu. Bữa nay hai đứa mình giống như cặp bầy trùng vậy đó. Lần sau á chị cứ lên lưới, em vào phôm là hai chị em mình bao sân luôn. Mình ngồi nghỉ đi. Công nhận bữa nay hai chị em song kiếm hợp bích hợp thiệt. Công nhận á, thắng kiểu này thích ghê chị á. Thích chứ. Bữa nay vợ tôi vui thiệt á. Ủa bữa ngày thường em buồn lắm hả? Trời ơi, sống với một người hài hước như anh làm sao mà em buồn được. Tự tin thế ớn chị ha. Thôi hai người ngồi đây đi, để tôi đi mua nước cho ha. Chị, em nói chị nghe cái này nè. Tuyết Dung nhà em á, lúc này nó cứ úp úp mở mở, ngộ lắm nha. Ủa, là sao? Ê, không chừng là nó có người yêu rồi nha. Em cũng muốn biết nữa. Mà hôm bữa em thấy nó mặc cái đầm dạ hội á, đẹp lắm. Áo đầm dạ hội. Dạ, chắc là có ai tặng nó rồi. Em hỏi nó mà nó nói là... Nó nói sao rồi sao nữa? Em hỏi nó mà nó nói là bạn gái tặng. Trời ơi làm em cứ tưởng. Trời ơi bạn gái tặng, có tin không? Con Dung nhà em có bao giờ nó nói dối đâu. Nhưng mà cái quan trọng á là tại sao cô gái kia lại tặng áo đầm dạ hội cho Tiết Dung chứ. Ha. Ủa mà sao hôm bữa em không có để ý? Sao em không có hỏi nó ta? Mình phải theo sát nó mới được. Ha. Để mai mốt em quan tâm nó hơn nữa. Ê, sao tôi nghi Tiết Dung nó có người yêu rồi quá. Em mơ ước nó chọn Tuấn Kiệt nhà chị. Ai cũng vậy, miễn sao nó tốt cho con bé là được rồi chị. Nhưng mà nó chọn Tuấn Kiệt thì em vẫn thấy yên tâm hơn chị ơi. Ủa chị sao vậy? Nói tới anh Tuấn Kiệt tôi phát rầu. Đâu phải tôi nói nó một lần, mà tôi nói với nó rất là nhiều lần rồi. Mà thằng này nó ngộ lắm. Cái mặt nó bơ bơ hà. Nó không có quan tâm tới cái chuyện yêu đương. Tối ngày chỉ công việc với công việc. Nhiều khi chán tôi không muốn nói nữa. Thôi cứ để nó từ từ đi chị. Em nghĩ nó lo công việc quá cho nên nó bị áp lực thôi. Để từ từ thế nào bông cũng trổ qua mà. Tôi cũng vậy. Tôi cũng mong tới ngày đó thôi. Nói thiệt tình, từng tuổi này rồi tôi thèm được có cháu ẩm bồng lắm luôn rồi đó. Trời ơi em thèm ra mặt luôn rồi nè. Vậy thì rõ ràng rồi, hai đứa mình cùng thèm. Việc ông Trọng Khải bị đâm không thương tiếc cho thấy hung thủ ra tay rất là tàn độc và lạnh lùng. Phương, em có ý kiến gì không? Dạ, riêng bản thân em thì thấy rất lấy làm lạ.
tại sao hung thủ lại hành động sau khi giết nạn nhân lại treo bức tranh lên lại, trong khi bức tranh đó đã bị phá cho tan nát tơi tả rồi. Hành động của hung thủ thực sự là rất khó hiểu. Mọi người chỉ chú ý vào những thứ ở hiện trường mà quên đi rằng có một thứ ở đằng sau được cất giấu. Che giấu ở đằng sau? Đúng vậy. Đó là phần tường ở phía sau bức tranh. Đúng vậy. Nhưng mà quan trọng là thứ có mặt ở trên tường kìa. B17.12. Đó là một dãy số. Và dãy số này có liên quan tới cái chết của ông Trọng Khải hay không? Tôi nghĩ chúng ta cần phải tìm ra đáp án nhanh nhất có thể, bởi vì hung thủ đang nhẫn nhơ ngoài kia. Em chỉ tiếc là camera không ghi hình được đầy đủ diễn biến cả đêm hôm đó. Phải chăng đó là một sự trùng hợp, hay là do chính hung thủ đã cố tình phá hoại? Em và Đức Long đã tới phòng tranh Moonlight làm việc. Quản lý ở đó nói ông Trọng Khải nắm hết mọi thứ, kể cả việc điều khiển camera. Em nghĩ có khi ông ta đã tự tắt camera. Nhưng ông ta làm điều đó bằng cách nào? Chỉ một thao tác đơn giản thôi, bằng điện thoại di động. Thật sự là rất là khó hiểu tại sao ông ta lại tắt camera rồi lại mở lên trong một thời gian ngắn như vậy. Có thể là ông ta muốn che giấu một điều gì đó trong khoảng thời gian đó. Che giấu hả? Ừ. Cũng phải. Ông ta muốn che giấu một thứ gì đó, và có thể một ai đó đang ở cùng với ông ta trong khoảng thời gian trên. Việc ông ta tắt rồi lại mở camera trong một thời gian ngắn như vậy là bởi vì ông ta bị kẻ bí ẩn đó đe dọa tính mạng, nên đã lén mở lại hồng ghi hình kẻ thủ ác. Nhưng chắc hẳn ông ta đã lầm. Đó cũng chính là lý do mà tới giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy được điện thoại của nạn nhân. Chào ông. Ủa, chào cậu. Ông có phải là họa sĩ Văn Hiên không ạ? Đúng, là tôi đây. Cậu đến mua tranh hả? À không, tôi bên cảnh sát điều tra, đến gặp ông để hỏi thông tin về một cô gái. Một cô gái? Phải. Uống nước đi cậu. Cảm ơn. Cậu uống đi. Dạ. Cậu muốn hỏi về Ciara Trương hả? Đúng vậy. Ciara Trương tên thật là Thanh Trúc. Cô ta xuất thân là người mẫu, kiên ngồi mẫu vẽ cho những họa sĩ vẽ nu. Ông quen cô ta trong trường hợp nào? Cũng như các bạn đồng nghiệp thường thôi. Tôi thuê cô ta về ngồi cho tôi vẽ. Mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi sao? Ban đầu chỉ là công việc, nhưng sau đó tôi đã si mê cô ta. Hãy
vầng trăng sẽ thay vòng tay ôm say, vội về anh giấc yên bình, anh sẽ quên em thôi. Nếu ngày mai anh chẳng còn em thì đừng khóc nhé em, rất đau lòng. Chắc buồn chỉ không phải lỗi về ai, chỉ là do duyên mình đã hết. Một cơn gió thoáng qua thôi, một chiều thu khẽ ru anh trên đồi. Một cơn gió ngắm nhìn anh yên vui và hạnh phúc bên anh mãi. Rồi anh sẽ thêm nụ cười mà anh muốn ngắm khi thức dậy. Vầng trăng sẽ thay vòng tay ôm say, vội về anh giấc yên bình, anh sẽ quên em thôi. Vội về anh giấc yên bình, anh sẽ